Bất ngờ chưa, Sơn Tùng và Bích Phương PK như người thắng lại là Vũ Cát Tường. Giã đông sau 3 năm, Bích Phương bị chê nhạc như các đôi nỗi sầu thay lời mới, lượt view lẹt đẹt đến ngỡ ngàng. Sơn Tùng vẫn khẳng định vị thế đỉnh lưu v khi thu về cả triệu lượt xem, chỉ tiếc ca khúc mới không ấn tượng. 3 năm trước. tôi đau đớn, tôi gục ngã. Vũ Phát Tường cũng ra bài hát mới nhưng không đụng ngày. Nhạc chiêu bắt tay nhanh chóng gây bão tạo trên trên top top. Đúng không giờ ngày 8 tháng 3, Sơn Tùng và Bích Phương chính thức thả xích MV mới, thu hút sự quan tâm lớn của khán giả. Cả hai đã có màn đối đầu cực mạnh và đây đã là lần thứ hai Bích Phương và Sơn Tùng ra MV chung ngày chung giờ tuy đều được khán giả đón nhận, song đã có nhiều tranh cãi trái chiều về sản phẩm âm nhạc mới của cả hai. Thậm chí, netizen cho rằng trong loạt ca khúc ra mắt đầu tháng 3 này thì Vũ Cát Tường mới là người nổi bật nhất. Trở lại đường đua V-pop sau 3 năm vắng bóng, Bích Phương được kỳ vọng sẽ mang đến một ca khúc cực bắt tai như cái hồi mà cô ra buổi yêu, đi đu đưa đi. Thế nhưng đáng tiếc, Bích Phương lần này lại làm người nghe phải thất vọng bởi nâng chén tiêu sầu mà cô hợp tác với Tăng Duy Tân. Ngay từ những khúc dạo đầu đã mang đến cảm giác nghe lại giai điệu của các đôi nỗi sầu, có chăng là được làm lời mới mà thôi. Ngay sau khi ra mắt, MV mới của Bích Phương thu về lượng view khá thấp, may mắn là hơn 10 tiếng trôi qua. Lượt view được nhả cho thấy nữ ca sĩ thu về hơn 850.000 lượt xem, chỉ bằng 1 phần 3 so với lượt view MV của Sơn Tùng. Nhận xét về ca khúc của Bích Phương, netizen cho rằng bài mới của cô hơi trợ, hợp làm video giật giật trên top top. Thực tế, MV của Bích Phương có khá nhiều thứ để khen, ví dụ như nhan sắc của cô nàng hay hình ảnh trong MV vẫn là phong cách đầy ma mị quyến rũ vẫn là tông màu đỏ đen làm nổi bật lên nét đẹp của bích phương nhìn chung nữ ca sĩ vẫn rất hút mắt vẫn làm fan đứng ngồi không yên chỉ tiếc là nhạc của cô đã không còn chất và lạ như cái hồi còn hợp tác với tiên cúc kỳ mặc dù vậy fan cho rằng đây là sự mới lạ của bích phương sau khi rời công ty cũ hơn nữa với chất nhạc này ca khúc có thể dễ hot trên top top hơn so với bích phương sơn tùng có màn comeback thành công hơn hẳn dù không bằng những ca khúc trước đó của anh như chạy ngay đi hay chúng ta không thuộc về nhau nhạc mới của sơn tùng cũng bị cho là khó ngấm phải nghe đi nghe lại nhiều lần mới có thể thầm được Chẳng thế mà sau 10 giờ ra mắt, MV của Sơn Tùng đã thu về 2,8 triệu lượt xem. Chỉ tiếc là sự tập trung chú ý của Giang Cư Mận vẫn chỉ đổ vào màn tương tác của anh cùng Hải Tú. Còn lại từ nhạc tới lời đều không gây được ấn tượng. Theo dự đoán của nhiều người, MV của Bích Phương và Sơn Tùng đều chỉ có thể gây bão khi vừa ra mắt, còn để độ hot kéo dài lâu thì chưa chắc. Man biết giữa hai người có thể tạm tính Sơn Tùng thắng bởi lượt view cao hơn và đang dẫn đầu top thịnh hành. Tuy nhiên, đánh giá về màn trở lại của dàn ca sĩ trong đầu tháng 3 này thì Vũ Cát Tường mới là người nổi bật hơn cả. Nữ ca sĩ tuy không ra MV chung ngày, nhưng ca khúc của cô lại có giai điệu khá chiêu, làm người ngay cảm thấy thoải mái. Cũng nhờ độ chiêu của từng là, mà giờ đây bài hát mới của Vũ Cát Tường đang làm mưa làm gió trên top top, còn tạo nên chén mới, thu hút rất nhiều cặp đôi đu theo.